dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đó đã trở thành một truyền thống văn hóa đạo đức quý giá của người Việt, góp phần tạo dựng nên nền văn hiến của đất nước. Thời đại nào cũng có những tấm gương hiếu học, những người thầy mẫu mực và những câu chuyện cảm động về tình nghĩa thầy trò. Chạy từ muôn đạo lý ngàn đời.